Cô chào các em. Hôm nay chúng ta đi tiết thứ bài thứ 8 của tuần số 4. Đó là bài thực hành số 2, làm quen các dữ liệu trên trang tính. Bài thực hành này nó gồm có bài 4 bài. Bài số 1 đó là tìm hiểu các thành phần chính của trang tính. Bài số 2 là thực hành chọn các đối tượng trên trang tính. Bài số 3 là mở bảng tính. Và bài số 4 nhập các dữ liệu vào trang tính. Cô sẽ tiến hành làm tuần tự từ bài 1 cho tới bài 4. Các em hãy dựa theo các hướng dẫn và các bước làm của cô để có thể chúng ta tiến hành thực hành trên máy tính của mình. Trước tiên, cô sẽ đi bài số 1 là tìm hiểu các thành phần chính của trang tính. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động Excel và cô sẽ có màn hình Excel như sau. Đây là màn hình của Excel. Thì đối với màn hình của Excel, trước khi chúng ta nhập dữ liệu cũng như chúng ta sử dụng bảng tính Excel thì cô khuyên các em nên chọn toàn màn hình và chúng ta định dạng phông chữ và kích cỡ chữ. Thì để chọn toàn màn hình, chúng ta bấm tổ hợp phím Ctrl A. Dùng như thế nào? Đầu tiên, em bấm Ctrl và giữ phím Ctrl. Tiếp theo, chúng ta bấm phím A. Đồng thời song song bấm phím A. Sau khi cô bấm Ctrl A xong, em quan sát cả màn hình Excel chúng ta lúc này nó trở thành màu xám. Báo hiệu là chúng ta đã chọn bằng toàn màn hình thành công. Sau đó, cô lên phông chữ. Cô chọn phông chữ Times New Roman. Rồi size chữ. Ở đây size 11, cô chọn size 13. Vì sao cô chọn phông chữ Times New Roman và size 13? Đây là phông chữ mà thống nhất chung trên toàn quốc là chúng ta chọn phông đó và size là size 13. Đối với bài số 1 thì nhận biết các thành phần chính trên trang tính. Đó là những thành phần gì? Đó là ô, hàng, cột, hộp tên và thanh công thức. Đây, mình quan sát nè. Ô, cứ một ô như vậy trong trang tính, cứ một ô này nó sẽ có một cái địa chỉ nha em. Tiếp theo, hàng, đây, hàng số 1, hàng số 2, hàng số 3, vân vân. Cột thì có cột A, cột B, cột C, cột D, cột E, vân vân. Tiếp theo, hộp tên, đây, đây là hộp tên, name box là hộp tên. Rồi, thanh công thức là gì? Thanh công thức là thanh ở bên cạnh chữ FX này, là một thanh màu trắng kéo dài từ trái qua phải. Đây là thanh công thức. Bây giờ, cô sẽ tiến hành kích chuột vào các ô khác nhau. Mem quan sát ở trên hộp tên nó thay đổi như thế nào. Cô đang ở ô B5 và mem thấy hộp tên chúng ta đang hiện chữ B5. Bây giờ cô di chuyển qua. Mình thấy khi cô bấm vào ô này thì ô này ở địa chỉ của nó là K4 thì hộp tên hiện ra địa chỉ là K4. Ở đây. Cô đang chọn ô G11 thì tương ứng hộp tên nó hiện lên địa chỉ của ô này là G11. Được chưa nào? Tiếp tục. Chúng ta theo dõi cái thanh công thức. Bây giờ cô sẽ nhập dữ liệu vào một ô bất kỳ trên bảng tính và mem quan sát trên thanh công thức nó như thế nào. Ví dụ như cô nhập lớp 71, 72, 73. Khi cô nhập dữ liệu lớp 71, 72, 73 vào một ô bất kỳ thì mem quan sát trên thanh công thức nó hiện cái dữ liệu này ra. Thấy chưa nào? Được chưa? Tiếp tục.
cô gõ một cái phép tính bình thường bằng 5 cộng 7. Nhưng quan sát trên thanh công thức nó vẫn hiện nội dung bằng 5 cộng 7. Bây giờ cô enter. Mem thấy sau khi cô enter xong thì máy tính nó hiện ra kết quả của cô là bằng 12. Có nghĩa là phép tính 5 cộng 7, máy tính nó tính cho chúng ta kết quả là 12. Bây giờ cô kích vào cái ô giá trị 12 này. Mem quan sát trên thanh công thức nha. À, và thanh công thức nó hiện rõ ra vì sao có giá trị 12 này. Là ở đây đang thực hiện phép tính 5 cộng 7. Được chưa nào? Bài 1 chúng ta đã hoàn thành xong. Đó là tìm hiểu về các thành phần chính của trang tính. Rồi chúng ta quan sát kỹ hơn về cái hộp tên và thanh công thức. Bài số 2. Bài số 2 là bài thực hành chọn các đối tượng trên trang tính. Ở đây chúng ta chọn một ô, một hàng, một cột và một khối trên trang tính. Sau đó em quan sát cái sự thay đổi đó trên cái hộp tên, trên hộp tên nha. Ví dụ cô chọn một ô, em thấy hiện A2. Đúng không nào? A3. H6. Đúng chưa? Đó, chọn một ô. Bây giờ cô chọn một hàng. Em sẽ quan sát này, khi cô chọn một hàng đây. Em thấy lúc này hộp tên nó hiện ra một R. Một R có nghĩa là một dòng, là một row. Một row. Được chưa nào? Một dòng ở A1. Đây. Được chưa? Hoặc một dòng của A5. Được chưa? Hoặc một dòng, một R, R là một row của A11. Được chưa nào? Bây giờ cột, một cột nha. Cô kích nè. Một C có nghĩa là một column, một cột, một C, một B chứ, B1. Tiếp. Một C có nghĩa là một column, một cột, E1. Được chưa nào? Cô vừa mới chọn một ô, một hàng, một cột. Bây giờ chúng ta chọn một khối trên trang tính. Thì mem quan sát ở cái hộp tên nó như thế nào. Đây, một khối. Lúc này mem thấy cái hộp tên nó có là 5 dòng, 5 cột. Thấy chưa? 5 R nhân 5 C có nghĩa là 5 row nhân cho 5 column. Có 5 dòng và 5 cột. Bây giờ cô thả ra nè. Thì lúc này nó sẽ hiện cái ô đầu tiên góc bên trái của cái khối. Đó là B2. Đó. Đó là chúng ta vừa mới chọn xong một ô, một hàng, một cột và một khối trên trang tính. Để mem quan sát cái sự thay đổi trên cái hộp tên. Rồi. Bây giờ cô chọn cả ba cột A, B, C. Đây. Cô chọn cột A. Qua cột B, qua cột C. Mem thấy là người ta thấy là gì? Ba cột A, B, C. Mem quan sát ở trên màn hình. Nó có nhân 3C. Và nó hiện cái ô đầu tiên. Ô đầu tiên của cái khối này. Đó là A1. Quay màn hình. Tích nhá. Không có
Đây là chúng ta chọn cả ba cột liền kề với nhau, thì chúng ta chỉ cần kích cột A, cột kéo qua, thấy chưa? Thì nó sẽ ra là gì? Mem quan sát. Đây, ba cột ABC cô có thể di chuyển rất nhiều cột, được chưa? Mem thấy cái ở góc bên tay phải phía trên nó có nhân 7C đó, có nghĩa là nhân 7 column là 7 cột, được chưa nào? Đó. Cô vừa mới bày cho mấy em cách chọn nhiều cột liên tiếp với nhau. Bây giờ cô hướng dẫn mấy em chọn các ô không liên tiếp với nhau hoặc các vùng, các khối không liên tiếp với nhau thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ cô chọn ô bất kỳ E2. Bây giờ cô muốn chọn cùng với E2 là thêm một ô nữa là ô H, H mấy thì cô không biết. Vậy thì cô làm như sau. Bây giờ cô kích vào ô E2 xong, cô nhấn Ctrl, nhấn giữ Ctrl và cô kích vào một ô bất kỳ nào đó. Ví dụ như ô này, ô H4. Có nghĩa là cô chọn cả hai ô E2 và H4. Và lúc này mem thấy ngay tại cái ô H4, lúc này nó xuất hiện hai đường viền ngay trên cái ô H4. Có nghĩa là cô đã chọn giữa hai ô E và H. Được chưa nào? Hoặc là cô đang ở ô F3. Bây giờ cô muốn chọn ô F3 và một cái khối nó không liền với F3. Ví dụ một khối này. Thấy chưa nào? Được chưa? Vậy thì sau khi cô chọn một khối này xong cô thả ra. Mình thấy là gì? Ô F. Ô F. Và một cái khối như thế này. Có nghĩa là cô chọn đồng thời một lúc hai cái vùng dữ liệu không kề nhau bằng cách cô nhấn phím Ctrl. Tiếp tục. Đề bài yêu cầu chúng ta là nháy chuột ở hộp tên và nhập nội dung B100 vào hộp tên. Rồi, bây giờ cô nhập B100 vào hộp tên. B. Sau đó cô nhấn phím Enter. Mem quan sát trên mặt hình Excel chúng ta nó thay đổi như thế nào nha. Có nghĩa là ở đây cô đang chỉ đích danh cái ô đó, địa chỉ ô đó là B100. Bây giờ cô Enter. Mem thấy chưa? Lúc này tự động cái ô hiện hành chúng ta nó sẽ di chuyển tới vị trí địa chỉ B100. Được chưa? Rồi bây giờ cô tiếp tục nhấn cô nhập vào cái hộp tên những cái nội dung như sau. Mem quan sát nha. Ví dụ như cô nhập vào A2.A. A2.A. Mem xem nha. Có nghĩa là chúng ta đang chọn cả một cột A. Hoặc là A2.C. A2.C mem dự đoán xem. Có nghĩa là ba cột từ A cho tới C. Tiếp. 2 2.2 2 2.2. Có nghĩa là cô đang chọn một dòng 2, một dòng là dòng hàng số 2. Tiếp. 2 2.4. Thấy chưa? Có nghĩa là cô chọn ba dòng, dòng số 2 cho tới dòng số 4. Rồi. B2 2 chấm B6. B2 2 chấm D6. Đó. Có nghĩa là một khối từ B2 cho tới D6. Được chưa nào? Đó là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Đó là chọn các đối tượng trên trang tính. Bài tập thứ ba là mở một bảng tính mới. Bảng tính danh sách lớp em đã được lưu trong bài thực hành số 1. Thì ở bài thực hành số 1 chúng ta đã lập cái danh sách lớp em rồi. Bây giờ cô sẽ tiến hành mở cái
cái file mà chúng ta đã lưu với tên là danh sách lớp em. Mình quan sát. Rồi, đây là cái file tên là danh sách lớp em. Mem nhớ khi chúng ta mở một file Excel ra thì lúc nào nó cũng cho mình 3 sheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Và nội dung danh sách lớp em cô đang trình bày ở sheet số 1. Thì nội dung của danh sách lớp em hôm trước chúng ta lưu vào trong máy nó chỉ có hai cột. Đó là cột số thứ tự, cột họ và tên. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta là nhập thêm dữ liệu ngày sinh, chiều cao và cân nặng. Bây giờ cô sẽ nhập thêm ngày sinh. Chiều cao. Chiều cao, đơn vị là mét. À, lúc này chúng ta thấy là gì? Cái dữ liệu chúng ta nhập vào là nó dài hơn, cái test cái ký tự nó dài hơn so với cái độ rộng của cột D. Bây giờ cô sẽ tiến hành kéo rộng cái cột D này ra để cho nó vừa đủ với lại cái chiều dài của cái ký tự chúng ta ghi trong cái cột này. Và tiến hành làm như thế nào? Mem di chuyển con chuột lên trên cái thước mà cột D. Lúc này con trỏ của chúng ta nó biến đổi thành phép tính cộng giống mũi tên hai chiều. Thì chúng ta kích trái chuột, kích trái và giữ nha con, kích trái và giữ. Chúng ta kéo rê ra tùy ý, độ rộng tùy ý, muốn rộng như thế nào ta kéo ra thế đó. Bây giờ ngày sinh, chúng ta thấy ngày sinh ta kéo rộng ra một tí đó, cho nó đẹp. Rồi tiếp theo là tới nặng. Đơn vị là kg. Cái cột này cũng vậy, nó cũng hẹp hơn so với cái tự trong này. Cô chúng tiến hành kéo dài ra, kích trái chuột giữ kéo rê. Rồi, bây giờ ngày sinh. Thì trong cái ngày sinh á, ngày sinh thì thông thường chúng ta sẽ nhập thêm dữ liệu là định dạng chung của Việt Nam mình là thường là ngày tháng năm. Tuy nhiên ở nước ngoài á, thì nó lại một số nơi thì nó lại định dạng ngược lại, tháng trước rồi tới ngày rồi tới năm. Do đó dữ liệu nếu mà di chuyển qua một số máy khác hoặc là một số nơi khác nó sẽ tự đảo. Chính vì vậy tránh sự đảo như vậy thì cô bày cho em một cái thủ thuật nhỏ thôi. Khi chúng ta dùng cái thủ thuật này thì cho dù dữ liệu chúng ta đi đâu đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ nó nhảy hết. Thì trước khi chúng ta nhập ngày tháng năm, mem sẽ đánh một dấu phẩy đằng trước để định dạng đây là test kiểu ký tự á. Chúng ta sẽ nhập vào ngày 5 tháng 12 2004. Được chưa? Tiếp nhập dữ liệu thứ hai, chúng ta là tiếp tục dấu phẩy đằng trước. Ngày 2 tháng 1, 2005. Ngày 2 tháng 1, 2005. Được chưa? Tiếp tục là ngày 30 tháng 4, 2004. Ngày 30 tháng 4, 2004. Vân vân. Về chiều cao. Chiều cao đây là cô nhập vô là 1m50. 1.50. Hoặc là 1.48. Rồi 1.58 vân vân. Nặng đây có thể là nặng 36 kg, rồi 35, 36, rồi 35, rồi 41 vân vân. Cô chỉ nhập đại khái là chỉ có 3 bạn thôi. Các con có thể nhập tiếp số 4 bạn còn lại, chúng ta có thể nhập tiếp tục. Rồi sau khi nhập xong,
Bởi vì cái dữ liệu chúng ta lúc này nó đã thay đổi hơn so với cái dữ liệu ban đầu. Do đó, đề bài yêu cầu chúng ta là sử dụng lệnh save as trên bảng chọn file để lưu cái bảng tính chúng ta vừa mới tạo và lưu với một cái tên mới, đó là sổ theo dõi thể dục. Rồi bây giờ cô sẽ bài mấy em lưu nha. Rồi sau khi chúng ta điền hết dữ liệu của 7 bảng này xong, bây giờ cô tiến hành lưu như sau. Cô vào file, cô vào save as. Bây giờ cô muốn save cái file này ở đâu? Ở desktop, cô muốn save file desktop. Hoặc là muốn lưu ở đâu thì em vô browse. Bây giờ cô muốn lưu ở desktop. Rồi, cô chọn desktop. Rồi, bây giờ em thấy nè, file name. File name ban đầu của mình là danh sách lớp em. Bây giờ chúng ta lưu với một cái tên mới. Thì chúng ta phải đổi tên nó đi. Đó là sổ theo dõi thể dục. Rồi, sau khi mình đổi tên nó rồi, bây giờ mình bấm save vào. Đó. Chúng ta đã save rồi xong. Và cái file đó nó sẽ nằm ngay ở desktop. Được chưa? Cô đã vừa hoàn thành xong 4 bài thực hành của bài thực hành số 2. Mem có thể tuần tự theo cái hướng dẫn của cô và có thể thực hiện trên máy tính của mình. Chúc các em thành công. Buổi học của chúng ta đến đây là chấm dứt. Cô chào các em.